là Đoàn Áp Dung. Hôm nay mình sẽ làm video này để giới thiệu một dịch vụ mới với mình là dịch vụ bypass iCloud cho các dòng iPhone từ iPhone 5S đến iPhone X hoặc là iPod Touch 67 hoặc iPad Air 2 Mini 234 đây, cái máy nằm trong danh sách này các bạn nhé. Đấy thì bypass cái này thì nó sẽ thành không nhận SIM các bạn nhé, nó sẽ thành một thiết bị iPod cao cấp. Đây thì hỗ trợ từ iOS 12.3 đến iOS 13.2.2. Còn sau này có thể nó hỗ trợ những iOS cao hơn, nhưng mà thời điểm hiện tại là hỗ trợ cao iOS như vậy. Và sau này thậm chí còn có thể nhận được SIM nhá. Đấy là nhưng đây về sau này thôi. Còn trước mắt bây giờ là sẽ thành chiếc iPod cao cấp. Đấy. Thì đây là một vài hình ảnh trong quá trình bên mình đây là mình đã vừa bypass hai iCloud của hai con này. Đấy. Bypass thành công này. Successfully này. Đây là con iPhone X trong quá trình bypass. Đây con iPhone 6S. Đây thì hai máy mình vừa bypass xong đây. Cũng như iPhone X thì sau khi bypass xong nhé, các bạn nhìn này, Face ID vẫn hoạt động bình thường nhé. Đấy. Đây là mình đang có Face ID nhé. Mình đang đặt mật khẩu ấy nhé. Đấy, nó đang quét Face ID thấy chưa? Đấy. Mình Face ID này. Đấy, ok. Thì sau khi xong thì các bạn cũng có thể đăng nhập được cái tài khoản App Store để các bạn tải ứng dụng về, còn iCloud thì các bạn sẽ không đăng nhập được nhé. Đây các bạn sẽ đăng nhập sử dụng bình thường, mọi thứ bình thường luôn. Chỉ có không nhận SIM thôi và không đăng nhập được iCloud. Đây là con 6S. Đây, 6S thì chạy 12.4. Còn con X này thì chạy 12.4.1. Nếu bạn nào mà thích tự máy mò ấy, thì nghịch các bạn search cái từ khóa này này là trên Google sẽ ra nhé. Các bạn sẽ phải cài được cái hệ điều hành Mac hoặc là có máy Mac hoặc là cài giả lập Mac như mình đây. Nói chung là cũng khá là vất vả. Nếu bạn nào mà chỉ định bypass một con thì mình nghĩ là nên sử dụng dịch vụ như của bên mình thì hợp lý hơn. Giá cái dịch vụ bypass iCloud này thì nó cũng rẻ thôi, nó chỉ dao động từ khoảng 100.000 trở lên. Thì các model thấp thì 100, còn các model đời cao hơn thì giá nó cao hơn một chút. Nói chung là nó sẽ rẻ hơn cái loại bypass hoàn toàn qua server rất là nhiều. Bypass hoàn toàn qua server thì giá lên đến tiền triệu là bình thường. Bên mình thì các bạn search là Đoàn Áp Dung trên Google sẽ ra cái trang Facebook của mình đầu tiên. Các bạn có thể like cái trang Facebook hoặc subscribe kênh YouTube của mình lại. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.